Ê, mọi người ơi, nói có sách mách có chứng nha. Đang đằng sau này. Đó đó, em đi tới đâu là nó đi tới đó này, mắc cười lắm. Đây, bây giờ là buổi tối nè mọi người. Bây giờ em sẽ thử mở cửa thật là nhẹ nha. Để xem thử là cái em chó em có phát hiện ra là Phượng đi 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 thể dục không nha. Thường á là nó nghe tiếng cạch cái là nó chạy ra liền mà nó biết Phượng đi thể dục nó đi theo mọi người. Đó, bây giờ Phượng sẽ đi thử nha. Ra thử xem như nào nha. Đây, Phượng đi nhẹ nhàng xem thử nó có biết không nha. Ô, đây rồi mọi người ơi. Nó lẹ chưa nè. Ôi rồi, ăn chưa? Em ăn chưa? Úi rồi, mừng mừng nè. Thôi mẹ mẹ đi thể dục đây. Em ở nhà nhá. Nha. Đi theo á hả? Đi theo hả? Hôm nay cho đi theo một bữa nha. Đi đi đi. Đó đó, thấy chưa mọi người, nó quấn này. Để đi ra đây cho sáng chứ tối thui cho mọi người không thấy được đâu. Rồi xong là tí nữa là đi đi tí rồi. Đó, chạy lon ton này mọi người, đi một lát là ngoảnh lại xem thử là mẹ có ở đằng sau nữa hay không. Đó 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 đó. Dễ thương lắm luôn đó mọi người. Trời ơi, đừng 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 có bám cái váy của tôi là tôi không đi được đâu. Thế em đi trước đi, em đi trước đi. Em đi trước rồi mẹ đi sau. Đi trước đi. Đó, thấy chưa, nó cứ không đi nha mọi người. Đây, mọi người ơi, nói có sách mách có chứng nha. Đang đằng sau này. Đó đó, em đi tới đâu là nó đi tới đó này, mắc cười lắm. Em đi vòng ra đằng kia là nó cũng vòng ra đằng kia, xong rồi đi 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 quay trở lại là nó cũng đi quay trở lại. Nó đi theo từng bước luôn và kêu về là không về, nhưng em về là nó về. Đó. Đó là giống như là đôi bạn luôn đó mọi người. Đó, nó cứ đi vậy đó. À, thấy không? Đó, vừa đi vừa chơi nhưng mà bám bám rất là sát đối tượng luôn. Bây giờ em đi tuốt ra cái phía ở ngoài kia là nó cũng chạy theo nha. Kêu về là không về đâu. Nhưng mà em quay về là nó về. Lạ lắm. Đó đó, đang nhởn nhơ đằng kia nhưng mà tí xíu là quay là chạy lại đây liền nè. À. Rất là đáng yêu luôn. Phải nói chưa từng thấy có cái con chó nào mà nó đáng yêu như vậy á mọi người. Tại vì thật sự mà nói là chó nhà mình mà sinh ra mà bé bé tí bé tẹo nó cũng không có quấn mình như cái con này đó mọi người. Cái con này là đàn chó bị bỏ rơi đây. Bây giờ nha, bây giờ tới đây rồi bắt đầu Phượng quay trở lại nha mọi người. Quay trở lại nè nè, bắt đầu nha, bắt đầu nó quay trở lại là đi theo nha mọi người. Đó đó đó, đâu đó, đây đây này, đây này, đó. Đó 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 đó, đi theo đó chứ nó không có chạy ra chỗ khác đâu. Ở chỗ kia là có một cái quán nhậu nha mọi người. Quán nhậu là rất là nhiều xương sổ với đồ ăn người ta vứt á. Nếu như mà nó là tham ăn á, nó sẽ chạy lại đó nó ăn. Nhưng mà không nha. Đó, thôi thôi, không không tí là đợi đợi là đi đó. Đó, đi về nè. Bây giờ em đi về nè. Đó, nó chạy theo thấy chưa? Không nói sai một tí nào luôn mọi người ơi, rất là vui. Có nhiều khi á, nó đi là nó quấn vào người luôn, nó không cho mình đi á mọi người. Thì nhà Phượng á là có cái thói quen ăn xong á là bao giờ cũng đi dạo đi bộ một vòng. Sáng nào Phượng cũng tập thể dục của 1 tiếng rồi nhưng mà ăn xong Phượng đi đi bộ một vòng ở cái khu này để cho nó xuống cơm. Và nó cũng tiêu mỡ mọi người. Thì cứ ra đây là coi như là em chó em chạy theo. Đó đó, đó. Đang nhởn nhơ đằng kia kìa. Rồi chút xíu là nó cũng chạy lại đây à, để Phượng lại Phượng quay cho mọi người xem. Về thôi. Về nha, chơi thế được rồi, đi về. Dễ thương chưa? Ôi, bắt đầu nó lại quấn rồi. Về nha. Thôi mẹ đi thế được rồi. Đi nhiều quá tối khuya người ta rình rình người ta bắt đấy. Nói thiệt với mọi người á, là nó khôn đến mức độ mà ban ngày á mọi người là nó không ra cái cổng luôn đó mọi người. Ban ngày em thử đi ra mà nó không đi theo nha. Rất là lạ luôn. Không biết có phải là nó khôn hay là một cái thói quen của nó. Đi ra đây. Nè, mẹ về này, đi. Về. Về thôi. Về nhà thôi nha. Mẹ đi cả chục vòng sao mà đi theo được. Đó, nó cứ thấy mình dừng là nó dừng, mình đi là nó đi. Đi về thôi, về ngủ nha. Hôm nay là cuối tuần cho nên là có thời gian ra đây rong ruổi chứ bình thường á. Con Phượng học á là Phượng cũng phải đi tí là về à. Còn bây giờ á là đó, vừa đi vừa rong chơi nè mọi người. Mẹ về đây.
Về đây Lina ơi. Tối quá mọi người có thấy không, chứ tối quá. Đó, anh ấy thấy cái gì, anh ấy lại dừng lại một tí. Về thôi, về nha. Mẹ cũng về đây, về coi tivi đây. Đó, nghe tiếng xe máy nhìn lại đó. Cảnh giác đấy. Đi. Về nào. Nhìn thấy nghe tiếng xe máy đang ngoảnh lại ấy, mọi người. Đó, em về đến đây là nó chạy về đến đây nè mọi người. Đi vô nhà nhá. Chứ tối thui rồi, giờ mẹ không ở ngoài kia nữa là không được ra ngoài kia đâu nha. Nghe không? Thôi đi về đi. Về ngủ nha. Ghét chưa nè. Đó, thấy mình lừa nó mọi người. Tại vì nó biết mình còn đi mấy vòng nữa đó. Mọi người ơi, em đi ra tiếp nó lại chạy theo rồi mọi người. Nè, đó. Đi ra tiếp lại chạy theo nè. Ôi ơi, chỗ này tối thui à. Quay giống như là ma, nhát ma vậy đó. Đó, nó lại đi theo nha mọi người. Em dụ nó vào để em đi tiếp mà nó lại đi theo này. Khi nào mà em vào em đóng cửa cái kênh là nó về. Lạ vậy đó. Chạy theo kìa, nó đã chạy theo kìa. Đó. Đó, chạy theo tới đó là đứng lại nha mọi người. Khôn lắm luôn, chứ không phải là chạy theo tuốt ra ngoài kia đâu. Đó. Đó, đó, thấy chưa? Ô, nó thấy về thấy nè. Nó thấy người nhà về nè. Đó, thấy chị hàng xóm về là nó cũng chạy theo nè mọi người. Cái chị này là chị hay la nó lắm, tại vì á hay tha đồ của chị á. Đó thì Phượng quay cho mọi người một tí xíu để biết được là sinh hoạt với cả là cái thói quen của em Tún Li Luna về buổi tối như thế nào. Thật ra hôm nay Sài Gòn trời rất là đẹp, không có mưa. Thì Phượng đi dạo một vòng. Và Phượng, đó phía đằng sau nhà Phượng là cái tòa landmark 81 tầng này mọi người, rất là đẹp luôn. Thì bây giờ Phượng xin nói lời chào tạm biệt để Phượng đi tiếp một đoạn nữa nha mọi người. Thì có cái gì mà chuyển biến gì mới lạ thì Phượng lại quay cho mọi người xem nha. Cảm ơn tất cả mọi người luôn theo dõi và quan tâm, cả Phượng với cả em Cún Luna. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.